Nguyễn Thị Kim Thanh, số báo danh 177, sinh năm 1974, địa chỉ Công ty phát hành phim và chiếu bóng Long An. Dự thi bài Tứ Đại Quán lớp 1 và bài giọng cổ Bên Sông Dàm Cỏ, sáng tác của Trọng Nguyễn. Nó chọn cây bần trước nhà mẹ làm quê hương. Cây bần cũng tật nguyền, bom đạn Mỹ quét sâu trên mình của nó. Thành bóng cây làm nhức nhối một khi chiều buông mây trắng trôi bên bồng, sắc trời xanh trong in bóng bay trên dòng gửi niềm riêng tư xuống xa trong lòng. Ôi thời gian năm tháng có nhớ gì không, ngày vui lòng trốn giữa màu tan sớm làng buồn sơ xác giữa chiều. Mẹ ngồi đó nhìn con chim sáo tật nguyền đứng trên nhánh bần rỉa long khi chiều xuống. Nó dùng cánh thay chân mình nghiêng về phía trước, cố bám giữ bình yên trên cành cây. Tật quyền làm tổ bạn nó đâu rồi mà nó lại sống cô đơn. Nước mắt mẹ lại chảy nhiều khi câu hỏi chưa có lời giải đáp. Chiều bước xuống mây trắng cứ bên bồng, mẹ
quyền về đây xây tổ, chọn cây bần tật nguyện nó gọi quê hương. Có được một quê hương bình yên hạnh phúc, sợ trả giá đến vô cùng của những mảnh đời thiên. Về nữa cây bần cô đơn, bóng mẹ cùng cô đơn, con sông dàm cò cùng ưu phiền lơ lửng. Mẹ lẩm nhẩm, chắc con chim sao nó bay qua đám lá tối trời tìm bạn bày bên dàm sông Nhật Tàu. Chiều chiều mẹ đứng bên bờ sông, sông bờ sông đời thường của nó. Vậy mà sao mẹ cứ âu lo vào ra thắt thẻo cho gánh cô đơn quằn nặng vai gầy. Yeah.
dặm cỏ và mấy lời bắt chuyện trong căn nhà nhỏ của mẹ.